Tử vi tuổi Mão tháng 3 âm lịch, công danh rực rỡ, thắp lên nhiều hy vọng mới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. kính à, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Mão trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì chúng ta biết cái tháng 3 nó là tháng Mậu Thìn, tháng Mậu Thìn. Vậy thì trong tháng 3 âm lịch vận trình của những người tuổi Mão sẽ ra sao, cát hung thế nào? À, sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn vận trình chi tiết của những người tuổi Mão. Và tổng quan những nội dung mà tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung sau. Thứ nhất về tổng quan vận hạn của những người tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch. Thứ hai là tử vi về công danh sự nghiệp của những người tuổi Mão. Thứ ba là tử vi về tài lộc của những người tuổi Mão. Thứ tư là vận trình tình duyên, gia đạo. Thứ năm là tử vi sức khỏe của những người tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch và thứ sáu là kích hoạt tài lộc chi tiết cho từng tuổi. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta cùng xét về tổng quan vận hạn của những người tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch. À như quý vị đã biết ấy, tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Mão có thái dương cát tinh nó chậm mệnh nên mọi khía cạnh của cuộc sống trong tháng này thì cũng cực kỳ hanh thông thuận lợi. Nó hứa hẹn các bạn sẽ trở thành một cái phiên bản hoàn mỹ trong những ngày sắp tới. À, vậy nên những người tuổi mão hãy sẵn sàng đón nhận những cái điều tích cực mới mẻ sẽ đến với mình bên cạnh đó lại có thiên diêu nó ghé thăm là cái cơ hội để những người tuổi mão có thể thể hiện cái tài năng của mình à, các bạn có thể ứng dụng vào công việc để tạo cái điểm nhấn bởi cái phong cách độc đáo thông minh và cái sự sáng tạo của bản thân bên cạnh đó về khía cạnh các mối quan hệ trong gia đình của những người tuổi mão trong thời gian này thì quý vị nên thận trọng một chút vì nó có dự báo là có những cái bất đồng xảy ra cái chuyện không mong muốn đối với những người tuổi mão trong cái tháng này gặp cục diện là mão và thiên là lục hại vậy nên một số cái kế hoạch của các bạn cũng sẽ bị mọi người ngăn cản anh chị em thì cũng không giúp đỡ người thân trong nhà thì cũng thường xuyên bàn lùi do đó các bạn cần phải tự tìm cách để có thử thể là gì tự đưa ra những quyết định đúng đắn hơn à, trong cái tháng 3 âm lịch những người tuổi mão thì có nguyệt lệnh là mộc dục nó mang đến cái tinh thần lạc quan và tràn đầy cái hy vọng cho những người tuổi mão trong cái thời gian này. Nhất là khi mà nhìn lại cách bản thân vượt qua những cái trở ngại, những cái khó khăn trong suốt thời gian vừa qua, thì các bạn có chút tự hào về bản thân trong cái tháng mới. À bên cạnh đó, những người tuổi mão cũng rất hào phóng với mọi người, nhưng những gì mà các bạn nhận về được trong thời gian này cũng không được nhiều và đó chính là lý do các bạn cảm thấy hơi buồn một chút. Nhưng các bạn hãy lấy lại cái tinh thần, hiểu được cái lý do các bạn sẽ vui vẻ trở lại. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình trong thời gian này, những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. À, thưa quý vị. Như vậy là tử thông đã vừa cùng quý vị và các bạn xét qua về cái tổng quan vận hạn của những người tuổi Mão trong cái tháng 3 âm lịch. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến cái vận trình chi tiết về sự nghiệp của những người tuổi Mão trong tháng 3. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À quý vị thân mến, những người tuổi Mão là những người lanh lợi, có khiếu hài hước, có quan hệ rộng, thích giao tiếp và cũng thích được mọi người đặc biệt yêu mến. Đó là cái lý do mà khi họ bắt tay vào bất cứ cái công việc gì cũng nhận được cái sự nhiệt tình giúp đỡ của những người khác. Mọi việc cứ thế mà được thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là trong tháng 3 âm lịch năm 2024 là giáp thìn. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão cũng được chính quan hỗ trợ. Thì cái chính quan đấy nó cũng mang đến những cái dấu hiệu khả quan cho sự nghiệp của những người tuổi Mão trong cái thời gian này. Thì đây cũng là cái thời điểm các bạn vừa chấm dứt một cái hành trình vất vả xong cái hành trình ấy cũng mang đến cho các bạn những cái dấu hiệu đáng mừng trong tương lai. Một số quyết định của những người tuổi Mão trong thời gian này thì cũng sẽ gì giúp cho bản mệnh mang lại cái lợi ích và mang lại những cái kết quả đáng mừng cho cho những người tuổi Mão. À, các bạn sẽ cảm thấy tự hào khi mà những hy sinh của mình cũng đã được đền đáp một cách hoàn toàn xứng đáng. À, bên cạnh đó, trong thời gian này thì không ít những người tuổi Mão sẽ bắt đầu thực hiện những cái khởi động quan trọng, hào hứng với những cái tin vui trong công việc những cái thay đổi tích cực về phong cách sống hay là ngoại hình lẫn cả cái sức khỏe và tinh thần vậy nên đây cũng được coi là một cái tháng mà khá là may mắn với vận trình sự nghiệp của những người tuổi mão à, thưa quý vị và để gia tăng thêm cái vận trình may mắn cho công việc cũng như là trong sự nghiệp của mình những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. À, đó là cái về cái vận trình công việc, sự nghiệp của những người tuổi mão. Tiếp theo, nội dung thứ ba chúng ta cùng xét về cái vận trình tài lộc, tiền bạc của những người tuổi mão trong tháng 3 âm lịch năm 2024. À, thưa quý vị, à, tiền bạc nhiều là cái điều mà ai cũng mong muốn nói chung ấy chúng ta không những mong muốn có tiền để tiêu mà chúng ta còn mong muốn có tiền để giúp đỡ những người khác nữa. À, vậy nên trong tháng 3 âm lịch năm 2024 ấy, thì cái khía cạnh tiền bạc của những người tuổi mão nói chung ấy lại không thực sự được rực rỡ như mong đợi nhưng mà nhìn chung ấy cũng khá là ổn định đủ cho các bạn trang trải cuộc sống và có được cái sự no đủ nhất định không phải lo nghĩ quá nhiều về vận trình tiền bạc. À, trong thời gian này thì tốt hơn hết là những người tuổi mão không nên so sánh hoàn cảnh của mình với bất cứ ai xung quanh vì mỗi người đều có một cái phúc phần riêng. Nếu bạn muốn giàu có hơn thì hãy không ngừng làm việc thiện giúp đỡ mọi người và cải thiện cái kỹ năng của mình. Đó. Khi mà cơ hội đến thì tiền bạc nắm trong tay là cái điều mà hoàn toàn chắc chắn với những người tuổi mão. Ở à, trong tháng 3 âm lịch thì cũng khuyến khích những người tuổi mão dùng một phần tiền bạc của mình để làm những việc thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình dù chỉ là một phần nhỏ cho đi nhưng mà các bạn cũng sẽ cảm thấy là mình giàu có hơn rất nhiều người xung quanh. À, một cái điều mà quan trọng nữa trong cái thời gian này đó là những người tuổi mão ấy, thì chúng ta có mão mộc khắc tiền thổ. Vậy nên cái cục diện ngũ hành xung khắc nó nhắc nhở những người tuổi mão cần phải thận trọng hơn trong chuyện tiền nông. À, có thể vì vội vàng mà các bạn có chút nhầm lẫn hoặc là để mất tiền. Nếu có thể hãy nhờ người khác kiểm tra thật kỹ những thông tin giấy tờ trước khi mà đi xa hoặc là trước khi ký kết hợp đồng với đối tác. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và tăng cường cái vận trình tiền bạc tài lộc của mình ấy, những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi mão. À, đó là cái về cái vận trình tài lộc đó. À, tiếp theo chúng ta cùng xét đến vấn đề thứ tư là vận trình nhân duyên của những người tuổi mão trong tháng 3 âm lịch năm 2024. À, quý vị thân mến, xét về lá số tử vi của tháng 3 âm lịch của những người tuổi mão ấy, thì trong cái thời gian này do ảnh hưởng của cái thiên diêu nên những người tuổi mão càng yêu thương càng có chút ghen tuông nghi ngờ với một nửa kia của mình nhiều hơn. Đó. À, tháng này thì khuyến khích những người tuổi mão mạnh dạn bày tỏ những cái điều mà các bạn đang cảm nhận những cái mong muốn của bản thân, của bạn với đối phương một cách chân thành để họ có thể thấu hiểu các bạn dễ dàng hơn, từ đó sẽ duy trì được cái mối quan hệ lành mạnh, hạnh phúc. Đôi khi, những cái hiểu lầm nó xảy ra ấy, cũng chỉ là vì họ giỏi trong cái việc nắm bắt cái cảm xúc của bạn mà thôi. Hãy dành thêm thời gian để chia sẻ và biết cách chiều chuộng bạn đời của mình hơn các bạn nhé. Ở trong thời gian này, những người tuổi mão, năm bệnh ấy, thì phong lưu. Vậy nên là gì? Lại có nhiều người nữ giới yêu yêu mến Thậm chí còn chủ động theo đuổi Cái điều này sẽ khiến cho các bạn một chút ngại ngùng Nhưng lại có chút hào hứng và một chút tò mò à, Bên cạnh đó thì nó cũng xuất hiện cục diện là mão và thìn là lục hại Vậy nên trong tháng 3 lịch cũng là cái lời nhắc nhở bản vậy Không nên tin người quá Cho dù là người thân trong nhà Vì họ đều không hoàn toàn tốt đẹp và đáng tin cậy như các bạn nghĩ Vì thế để hóa giải những khúc mắc trong cuộc sống cũng như là trong công việc và để tăng cường cái vận trình hạnh phúc của mình, những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mão. À, tiếp theo chương trình thì chúng ta cùng xét đến cái vận trình về sức khỏe của những người tuổi mão trong tháng 3 âm lịch năm 2024. À, quý vị thân mến, trong tháng 3 âm lịch thì những người tuổi mão nên học cách chăm sóc cơ thể của mình đúng hơn. Không nên nghe theo lời ai đó nói về một cái phương pháp hay ho nào đó để áp dụng luôn với bản thân mà không hiểu rõ là có phù hợp với mình hay không. Thì ngoài ra, quý vị cũng nên thận trọng với những cái lời quảng cáo, các loại thuốc bổ, vì không phải những thông tin nào cũng đáng tin cậy như các bạn nghĩ, đặc biệt là trong cái thời đại truyền thông livestream mạnh mẽ như hiện nay. À, với cái thời tiết tháng 3 âm lịch này, ấy, thì những ai mà âm hư thì chú ý về cái chuyện là thức ăn, đấy à, quý vị nên tăng cường thức ăn thanh đạm như rau đậu cá hoặc là chế phẩm từ sữa mía vân vân. Những người dương hư thì nên chú ý các loại thực phẩm bổ dưỡng như là thịt gà thịt dê. À, những người mà có huyết ứ trệ thì nên lưu ý về các loại thực phẩm Hoạt huyết như là đỗ đen, đấy, đào nhân, vân vân. Đó. À, trong cái tháng tháng ba này thì cái ngũ hoàng nó bay về phương tây bắc. Nếu mà các bạn phải đi xa trong thời gian này, thì hãy cẩn thận hơn, đừng để bản thân nó vướng vào những cái rắc rối không đáng có. À, sẽ không có ít trở ngại ngăn cách các bạn trên cái con đường đi trong thời gian này. Đó. Vì vậy các bạn cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. À, tiếp theo thứ sáu là chúng ta cùng uh, xét về cách phương pháp kích hoạt tài lộc cho những người tuổi mão chi tiết từng tuổi đúng không tân mão ất mão đinh mão và kỳ mão vân vân đó thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi tân mão sinh năm 1951 những người tuổi tân mão sinh năm 1951 thì có ngũ hành là mộc nam gặp sao thái dương nữ gặp sao thổ tú thì đây là hai cái sao tốt đấy trong thời gian này thì những người tuổi tân mão sinh năm 1951 hãy gì hãy hành động đừng để gì phí quá nhiều cái thời gian quý giá của mình Bên cạnh đó, quý vị cũng nên chăm chút cái sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn để tăng cường cái vận trình sức khỏe, tăng cường cái sức đề kháng của mình. Thêm nữa, mà những người mà tuổi Tân Mão mà vẫn đang còn kinh doanh buôn bán làm ăn ấy, thì quý vị cũng nên đấy, kết hợp với những người sau để tăng thêm được cái may mắn. Những người tuổi Mão chúng ta có tân lấy lộc đại dậu, lấy ngọ dần ở quý nhân. Như vậy quý vị có thể trên những người tuổi dần, tuổi ngọ đúng không ạ? Và để tăng cường thêm vận quý nhân nữa thì quý vị cũng có thể chọn tuổi mùi và tuổi hợi để mà chơi. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi quý mão sinh năm 1963. 1963 quý mão thì có ngũ hành là kim, nam gặp sao thái âm, nữ gặp sao thái bạch. Các cụ nói là gì? Thái bạch quét sạch cửa nhà. Vậy nên trong cái thời gian này những người tuổi uh, quý mão sinh năm 1963 nữ mệnh quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc tri nhân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân để hóa giải những cái vận hạn của năm nhé. À, vạn phúc chi nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. À, thưa quý vị, với những người tuổi quý mão sinh năm 1963 thì trong thời gian này quý vị quý vị sẽ chứng minh được cái năng lực khi mà được gia phó đúng vị trí phù hợp hơn và với những người mà đang muốn kinh doanh buôn bán làm ăn ấy, thì quý vị cũng nên chọn bạn mà chơi. Tuổi quý mão 1963 chúng ta có quý Lê lộc tại Tý, nhâm quý xà thấu tàng lấy tị và mão làm quý nhân. Như vậy những người tuổi mão, tuổi quý mão 1963 ấy, quý vị có thể chơi những người tuổi Tý, tuổi tị và tuổi mão để được quý nhân tương trợ giúp đỡ và thần tài ghé thăm mang lại cái vận may về tiền bạc tài lộc cho quý vị. Tiếp theo thứ ba chúng ta cùng xét về những người tuổi ất mão sinh năm 1975. Thưa quý vị, Ất Mão 1975 có ngũ hành là thủy, nam gặp sao Thái Dương, nữ gặp sao Thổ Tú. Trong thời gian này thì những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 ấy, cần phải cải thiện một số cái kỹ năng còn yếu. Nó sẽ giúp cho gia chủ tiến bộ xa hơn trong cái sự nghiệp của mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nên chọn bạn mà chơi. Quý vị hãy chọn quý nhân thần tài cho mình. Chúng ta có ất lấy Đồng tại mão, ất kỷ thừa đương lấy tí và thân của quý nhân. Như vậy những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 ấy, trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, quý vị hãy chơi những người tuổi Mão, tuổi Tý, tuổi Thân đấy, để, để được may mắn cát tường hơn. Tiếp theo tuổi thứ tư chúng ta xét là tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. À quý vị thân mến, những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nam gặp sao thổ tú, nữ gặp sao văn hớn. Ở à, trong thời gian này thì nói chung ấy, lòng tốt của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách tương xứng. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi đinh mão hãy chơi với những tuổi sau chúng ta biết đinh mão thì đinh kỷ lấy lòng tại ngọ bính đinh chưa ghi vị lấy dậu và hợi làm quý nhân như vậy những người tuổi mão hãy chơi với những người tuổi ngọ và những người tuổi hợi đấy thì để được quý nhân thần tài che chở và thu hút được nhiều cái may mắn tài lộc đến với bản thân mình tiếp theo tuổi thứ năm chúng ta xét là tuổi kỷ mão sinh năm 1999 à, thưa quý vị những người tuổi kỷ mão sinh năm 1999 ấy, thì nam gặp sau thái âm và nữ gặp sau thái bạch Thái Bạch quét sạch cửa nhà, vậy nên những người tuổi Kỷ Mão 1999 ấy, à, các bạn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân để gì? Hóa giải những cái vận hạn xấu, đem lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Mão nhé. À bên cạnh đó, trong thời gian này quý vị cũng không nên vội vàng tin người và hãy cẩn thận với những cái bẫy, đặc biệt là cạm bẫy tài chính. À, các bạn còn non nớt khi bước ra thị trường nên rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, ấy, đặc biệt là với những người làm buôn bán kinh doanh làm ăn, thì quý vị hãy chọn bạn mà chơi. Những người tuổi kỷ mão đúng không? Chúng ta có kỷ lấy lọc tại ngọ, ất kỷ thứ hầu đương lấy tí thân lộc quý nhân, thì quý vị hãy chơi với những người tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi tý, tuổi thân để gì? Để được thần tài trợ mệnh, thần may mắn gọi tên. À, thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi của những người tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Hy vọng những chia sẻ của tử thông sẽ giúp ích phần nào trong cái việc quý vị lựa chọn và đưa ra những quyết định đúng đắn để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.